bổ sung vitamin D3 K2 phải chuẩn, nên các mẹ tránh trường hợp bổ sung D3 K2 quá liều. Để bổ sung vitamin D3 K2 cho trẻ đúng cách, tránh thiếu hay dư thừa. Ngoài việc lựa chọn các sản phẩm đúng liều, khuyến cáo dạng thiết kế cũng là một tiêu chí rất quan trọng. Nên sử dụng D3 K2 với thiết kế dạng xịt, chuẩn liều chính xác, an toàn cho trẻ, tránh tình trạng con làm đủ rồi nhỏ thiếu nhỏ thừa. Ngoài ra, nên lựa chọn dòng D3 K2 không màu, không mùi, giúp trẻ dễ uống, không gây nôn chớ khi sử dụng. Cách dùng sản phẩm hiệu quả nhất với liều lượng như sau. Vitamin D3 tối thiểu dùng 400 đơn vị một ngày và tối đa là 1.000 đơn vị. Vitamin K2 nên dùng với liều từ 7 đến 15 microgram trong một ngày. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên dùng trong hoặc sau bữa ăn để được hấp thu tốt nhất.